Xin chào các bạn nha. Hiện tại Tam Giác Mạch đang có mặt ở đỉnh đèo Mã Pì Lèng trong một buổi sáng sớm đầy sương và khung cảnh rất là thơ mộng. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cho các bạn thưởng lãm vẻ đẹp của đỉnh đèo Mã Pì Lèng bên cạnh khách sạn Panorama và một buổi sáng sớm. Và hiện tại khung cảnh rất là lý tưởng các bạn ạ. Phía dưới chính là lòng sông Nho Quế, hẻm Tu Sàn, một trong những hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á. Các bạn có thể nhìn thấy là sương mù đang kín lối. Và buổi sáng tuy nhiên thì có một số con thuyền đã chở du khách để đi thưởng lãm cái vẻ đẹp của lòng hồ thủy điện Nho Quế và hẻm Tu Sàn. Ở khu vực phía dưới này các bạn có thể nhìn thấy là những cái bản làng người dân ở ngay hẻm vực Tu Sàn luôn, rất là bình dị và rất là cảm giác như nó rất là thư giãn các bạn ạ. Kia chính là khách sạn 6 tầng, tòa nhà Panorama. Ở góc đó, ở góc độ bên Panorama thì các bạn có thể nhìn thấy được toàn cảnh của lòng sông Nho Quế và hẻm Tu Sàn. Rất là tuyệt vời. Hiện tại là rơi vào khoảng 6 giờ hơn sáng, 7 giờ. Thời tiết khá là lạnh. Các bạn có thể thấy là có khá là đông du khách đã đặt chân đến tòa nhà Panorama để thưởng lãm cái vẻ đẹp buổi sương sớm ở trên vùng cao. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn thưởng lãm khung cảnh mây ở trên đỉnh đèo Mã Pì Lèng trong buổi sáng sớm ngày hôm nay. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình. Nếu thấy video này hay thì hãy chia sẻ để lan tỏa cái hình ảnh đẹp nhất đến các bạn bè người thân của mình nhé. Wow, cảm giác ở đây rất là yên tĩnh các bạn ạ. Cảm giác được thức dậy ở một nơi rất là xa với một khung cảnh rất là hữu tình và
nên thơ như thế này thì các bạn sẽ cảm thấy tâm hồn mình được thư giãn, hòa mình với thiên nhiên. Anh là du khách đến từ đâu ạ? Anh ở Bình Định. Bình Định, vâng. Anh lên đây được mấy ngày rồi ạ? Lần thứ hai. Trên này là mình phải đặt phòng trước chứ anh nhỉ? Anh ở dưới Đồng Văn. À, anh ở trên Đồng Văn, sáng nay sáng sớm sớm. Vâng. Thì... Điều là cái chỗ mà có cái nhà xây cũ đấy, bà con bán hàng địa phương đấy, đúng rồi, đúng rồi. Cái bia có đường Hạnh Phúc đấy, thì gọi là đỉnh đèo Mã Pì Lèng. Còn đây là cái điểm dừng chân mới thu hút du khách thôi, chứ không phải là đỉnh đèo. Và từ bên đây đi là sang là đường bằng rồi. Và buổi sáng sớm mà các bạn thức dậy ở Panorama và hướng mình xuống dưới lòng sông Nho Quế, hẻm Thu Sản, và thấy những con thuyền nhỏ nhỏ li ti chạy qua giữa hẻm Thu Sản thì nó là một phong cảnh rất là tuyệt vời. Sương mù bao phủ ở khắp đỉnh đèo Mã Pì Lèng luôn. Các bạn có thể thấy là nhỏ nhỏ kia chính là những cái con thuyền đang chạy, đang chở du khách đi ngắm lòng hồ vào buổi sáng sớm. Tuy nhiên thì những vị du khách đến từ Bình Định các bạn ạ, đến từ Bình Định và nghỉ chân tại thị trấn Đồng Văn, hôm nay mới bắt đầu đi xe từ thị trấn Đồng Văn sang đến đây. Hiện tại là hơn 6 giờ sáng một chút thôi, tuy nhiên thì đã có khá là nhiều du khách đến cái điểm dừng chân Panorama này để thưởng lãm cái vẻ đẹp của buổi sáng tinh mơ trên đỉnh đèo Mã Pì Lèng. Và rất là nhiều sương các bạn ạ. Hiện tại ở vị trí mình đang đứng thì hầu như là tầm nhìn bị hạn chế chỉ khoảng 15 mét thôi, chứ không thể nhìn xa hơn được nữa. Và chúng ta di chuyển thì phải bật đèn xe máy hoặc là bật đèn ô tô lên thì mới có thể nhìn thấy được ở phía trước. Vậy thì các bạn còn băn khoăn điều gì nữa? Hãy xách ba lô lên và đến với Mã Pì Lèng của Hà Giang thôi nào!